Bộ công an đã có thông tư số 32/2023 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Theo đó, từ ngày 15 tháng 9, cảnh sát giao thông tuần tra sẽ được dừng xe để kiểm soát trong 4 trường hợp cụ thể sau: trực tiếp phát hiện hoặc thông qua thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ phát hiện, thu thập được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác thực hiện mệnh lệnh kế hoạch tổng kiểm soát xe cộ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trật tự xã hội kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trật tự xã hội đã được cấp có thẩm quyền ban hành có văn bản đề nghị của thủ trưởng phó thủ trưởng cơ quan điều tra văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm phòng chống thiên tai cháy nổ phòng chống dịch bệnh cứu nạn cứu hộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian tuyến đường phương tiện giao thông dừng để kiểm soát xử lý lực lượng tham gia phối hợp có tin báo phản ánh kiến nghị tố giác của tổ chức cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ